老师，老师，去向国语太难了，该怎么办呢？哦，是吗？那跟我来吧。Hello， 你们好，我是 J 老师。Hôm nay mình học gì nhỉ？Chính xác chính là bộ ngữ xu hướng trong tiếng Trung. Và đây cũng là nội dung mà lần trước có một bạn học viên từng gửi gắm mình khi mình làm về cái nội dung này. Cho nên hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách sử dụng đúng của bộ ngữ xu hướng trong tiếng Trung. Ok, mình cùng nhau với bạn xem nhé. Let's go! Top 1. Dạng số 1 là dạng đơn giản, sẽ có câu thức như sau: động từ cộng cho lái, động từ cộng cho chu, và nó sẽ có cái cặp từ như sau: sang, sang lái, sang chu. Và khi nào mình dùng sang lái vậy? Sang lái sẽ dùng cho trường hợp là người nói và người nghe sẽ ngược hướng nhau, và mình nhớ là dựa vào cái hướng của người nói nhé. Sang chu cũng tương tự vậy, nhưng mà người nói và người nghe sẽ cùng hướng nhau. Ví dụ như trường hợp là người nói đang đứng trên lầu, còn người nghe đang ở dưới lầu, thì người nói sẽ nói là Nǐ shàng lái bā, shàng lái bā, bạn đi lên đi, đi lên đi. Mình không dùng từ sang chu nhé, bởi vì người nói đang ngược hướng với người nghe. Còn nếu trường hợp là người nói và người nghe cùng ở tầng 1, người nói là 我们上去吧, chúng mình đi lên đi. Nhớ nhé. Alan, 你上来吧. Oh, 好的, 我马上上去. 下来, 下来, 你们下来吧, 你们下来吧, 下去, 下去。我们下去吧，我们下去吧。进来，进来，你们进来吧，你们进来吧。进去，进去，我们进去吧，我们进去吧。出来，出来，你们出来吧，你们出来吧。出去，出去，我们出去吧。我们出去吧，回来，回来，你什么时候回来？你什么时候回来？回去，回去，我们回去吧，我们回去吧。过来，过来，你过来，你过来。过去，过去，我们过去吧。我们过去吧。Ngoài ra còn một trường hợp đặc biệt chính là chỉ, chỉ. Thì chỉ này mình chỉ cộng với chỉ lại, mình không có dùng từ chỉ chu nhé, không có chữ chỉ chu, nhớ nhé. Và chỉ lại nghĩa gốc của nó sẽ là từ đứng dậy, đứng dậy. Chỉ lại, nǐ qǐ lái, nǐ qǐ lái. Top 2. Dạng thứ hai chính là dạng có tân ngữ, và tân ngữ chính là từ chỉ nơi chốn. Cấu trúc sẽ là động từ cộng cho từ chỉ nơi chốn, ý là một địa điểm nào đó, cộng cho lái hoặc là chu. Ví dụ như câu là bạn đi xuống lầu đi. 你下楼去吧，你下楼去吧。Thì chữ lầu là từ chỉ nơi chốn, lầu. 你下楼去吧。Hoặc là mình nói là bạn đi về nhà đi. 你回家去吧，你回家去吧。Thì từ gia trong đây là từ chỉ nơi chốn nhé. Ờ, Jin Li, 还有什么吩咐吗？没有了，你回公司去吧。哦，好的，好的，好的。Top 3. Tiếp theo chính là dạng có hai động từ, động từ 1 cộng cho động từ 2 và cộng cho lái hoặc là chu. Và động từ 2 mình vẫn giữ nguyên những từ là sang, xa, jìn, chu, huế, chỉ. Nó không thay đổi nhé, mình chỉ thay đổi ở chỗ là động từ số 1. Và động từ số 1 mình sẽ chọn những động từ phù hợp với những câu nói của mình. Ví dụ trường hợp mình nói là bạn đi về đi, ý là bạn đi bộ về đi, thì mình sẽ dùng động từ đi bộ là từ chỗ, nó đóng vai trò là V1, động từ số 1. Và mình sẽ có cấu trúc là 你走回去吧，你走回去吧。Ý là bạn đi bộ về đi, bạn đi về đi. Hoặc là trường hợp khác mình kêu cái người đối diện mình
bạn chạy qua đây đi, bạn chạy qua đây đi, thì mình sẽ có câu là 你跑过来吧, 你跑过来吧. Cho nên động từ V1 mình sẽ chọn những động từ phù hợp vào những cái câu nói của mình và tùy tình huống, tùy hoàn cảnh nhé. Và trong đây hồi nãy mình có nói là có trường hợp đặc biệt là chữ chỉ lái. Chỉ lái thì trường hợp này khi mà động từ cộng cho chữ chỉ lái sẽ mang nghĩa là sự bắt đầu của hành động và nó hay dùng cho trường hợp miêu tả nhé. Ví dụ trường hợp là anh ta đang bắt đầu nói chuyện, mình sẽ miêu tả là 他说起来了, 他说起来了. Hoặc là trường hợp khác mình thấy cô bạn kia bắt đầu lóe cái nụ cười lên là bắt đầu cười rồi thì mình sẽ nói là 他笑起来了, 他笑起来了. Nǐ xiào qǐ lái zhěn hǎo kān ò. OK, 好了，这就是趋向补语的用法和结构了。希望你们看完以后可以帮到你们。好，那我们就下次见喽，再见。